Anh em đâu biết rồi. Hello, xin chào mọi người nhá. Chúc anh em một buổi chiều tối vui vẻ. Vừa mới like một ca Gani Origin để test sức mạnh mới của Pet Kim Long khi vừa ra mét Pet Cắn. Nhưng mà thật sự con đấy phải test vào nick top anh em ạ. Nó vào nó bụp một cái là chết một ông, trông nó mới gọi đã được. Còn nick bé chúng ta còn chiến thuật các thứ nữa. F25 hơn 100k. Ở đây chúng ta có một con level F cấp và F VIP cực kinh khủng luôn. Không biết có F VIP hay không nhưng mà này cái này F cấp level 25. Con này thì mình cũng gặp mà và đi cùng ấy. Hình như là cũng vào chơi mấy lần rồi đấy anh em. Hôm nay on bạn này có cả vũ khí 251 rồi, hãy nồi luôn. Chào Ninh Khang, Ninh Khánh và Razer nhá. Và con đi cùng bình thường đấy là con Noki này. Giờ ngày trước là bạn ấy cũng ép ở level dưới 30 nhưng mà vào nay lên tới level 40 rồi, VIP 10. Và cũng sở hữu một em Samurai 251. Bây giờ phải đi xả hoạt bát các anh em nhỉ, không lên cấp mất. Hoạt bát thì mình xả kiểu gì đây anh em nhỉ? Đi bắn nhau mà ao thì nó bị tụt thực chiến nhỉ, bị giảm tỷ lệ thắng nhỉ. Không nhận nhiệm vụ, xả hoạt bát kiểu gì anh em nhỉ? Mấy bạn bảo xả nhiều khi tôi cũng chẳng đấy xả kiểu gì nữa. Đi phó bản nó ao ra có được không? Chứ đi bắn nhau cho nó bị tụt tỷ lệ thắng ra. Ao chiến thần thì mất điểm chiến thần. Và phó bản à, và phó bản à. Đi xong ao ra à? Anh em nhỉ? Phó bản nhiều người à? Và phó bản ao đúng không? Ok. Chủ lô vịt. Xà phó bản đúng không? Muốn mất điện là mất hả anh? Đang full đam mất điện thế cay như này. Không hoạt bát luôn. Ok, 84 rồi, hết cho nó chắc. Đỡ lên level của bạn ý. Đảo hải tặc cũng được. Nó chết rồi, đi nhầm đảo hải tặc rồi. Chết mẹ rồi, cái này ao có mất lượt đâu. Bút nhầm rồi. Cái này ao có sao anh em, mình hay để đi luôn. Mẹ, quá ngon đâu, chết rồi. Bấm nhầm mẹ vô rồi. Tay nhanh quá, bấm nhầm luôn. Tự sát không mất lượt rồi. Ok. Bấm hơi nhanh. Đây đây em, ok. Đi luôn không ao được cả. Tự sát thì cũng mất lượt đâu. Xíu chắc còn lượt đấy. Thấy chưa? Còn phát nữa là nốt cho chắc. Vừa like à? Ừ, vừa like lấy. Vừa like một ca lấy giờ like ca nữa. Ca kia đang đang full đam thì sập nguồn. Đấy. Không biết bị cái gì luôn. Rồi bắt đầu chiến đấu rồi anh em ạ. Chơi hai con 51. Nhưng mà khả năng nếu mà đi cặp này thì phải chơi cầm mẹ vua gà xa lộ đi rồi tí nhanh nhẹn. Nhưng mà chơi cặp này khả năng là cầm vũ khí ba tia nó mới chất được.
À, full dam luôn à? Ui, cả VIP cao thế. Mai server mới ra chơi vui 500k luôn. Chơi 500k thôi. Ý giờ giết được tôi à? Bốn à? Mày bắn mẹ chết thằng nhỏ kia đi nhỉ? Bắn mẹ chết ông nhỏ kia đi. Giết nhỏ luôn, sang đào chết ông lòng này. Chị đào đấy sờ nhìn vậy chứ cái lick 25 này đam mà khó chết đấy chứ đừng nói là lick to mà chết rồi. Cái bắn này nó có giải băng ấy, nhanh không nó có giải băng là chết. Rác level 27 30 VIP 13 650k. Từ như là đào luôn. Chào Tuấn Bảo nhá. Đào luôn không tí họ có cái giải băng họ lên pháo đài mẹ với 14 thì khóc. Chụp thế à? Mà nhưng không sao, đào chết luôn. Ơ, sao cướp được tơn nhỉ? Vãi rồi, nó cướp tơn rồi anh em ạ. À. Level tốc cao quá, đã ghét cái tơn của đích này mà. Sao nó cướp được? Buồn cám rồi. À, tưởng ăn được. Vãi cả cướp tơn của đấy. Mình level bé quá, méo méo quá tốc độ. Wow. Tưởng ăn luôn ván này. Em đẻo như vậy. Đấy họ qua hai tơn rồi mà một cái băng cướp hai tơn thì sẽ đến tơn của mình nhưng mà kiểu nhanh nhẹn mình thấp quá. Thôi được, chơi lại thôi. Chưa góc được. Ê, rỉa máu dần được. À, rồi. Ngon. Và băng đích được anh ạ, phải chơi luôn. Đào cho mất góc khỏi bút cái gì anh em ạ. Đào cho mất góc không bay được là thắng. Ơ kìa. Mẹ bắn mày lên mấy to này khổ đấy nhờ. Chạy hiệu ứng nhạy thế. Trời. Đào nó tọt xuống dưới nó méo góc bay là chết. Ăn cám rồi. Khiên à, là mình cả chuyển cầm lích bé vũ khí ấy, mình lích bé mình có đai vào đâu nhỉ, chuyển cầm ba tia đi thôi mới kháng rồi. Hỏng đào tiếp. Rồi, nào tiếp. Rồi lại P xong lại bay thôi. Ở nó lên pháo đài đây à? Pháo đài nhỉ? À, báo à?
Hơi khó đấy, hơi bị trâu ấy. Rồi, chết thế nào được. Ngon. Hơi bị khỏe đấy. Chuyện đam mà. Rồi, chỗ này đào vào đầu mình đào phát là chết luôn. Đánh vào đầu à? Rồi, hết miễn kháng rồi. Giờ thì rời cứu. Chết rồi mày không? Rời cứu. Ok anh em ạ. À, yeah. Chơi cặp bé này hơi vui ấy. Cầm cầm cái ba tia đi anh em ạ. Cầm cầm ba tia lick bé thôi. Để cầm lick to mà thôi. Định cầm samurai đi khoe anh em, nhưng mà thôi cầm cái này đào cho nó ngon. Rồi. Đùa. Ủa chứ đây là đấu thường hay là đấu hạng nhỉ? 2014. À, đấu hạng đúng không? Đấu 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 chiến thần. Level thấp gặp VIP cao, đừng hổ báo ngay đầu anh à, VIP cao tốc mạnh, đơn nó không như mình nghĩ đâu à. Úi giời, cái gì này? Mẹ đi cặp gì mà gặp toàn mình bắn trước này. Gặp gì mà trông hổ báo kia nhờ? À, bằng ông VIP 13 trước là nhân vật nữ. Nhân vật nữ. Làm gì? Đang ở đâu? Vào luôn đấy, xuống đợi con tí. Em đợi tí, mấy hôm nay bà tôi, bà nội sang ở với đùa. Đấy, tôi sao đào chết luôn đấy. À, nhưng mà mình có cướp tơ được không nhỉ? Nghỉ like ở đâu xuống đỡ bà từ ngoài ấy vào. Rồi thằng này kích bầu mình luôn à. Thể lực của mình có đủ kích bầu nhỉ? Để xem thử xem. Cái này thể lực là 100 mà. 100 xong là còn đủ một bột không ta? Quá ghê gớm à. Chả ghê gớm. Ý vào đấy là mình mạnh đấy. Đúng không nghe nhỉ? À nó có bầu luôn rồi này. Ngon, tớ nào. Rồi. Ui dư búp kích bầu. Chạy đi đâu? Đấy, tôi bỏ mẹ em biết rồi. Mày thế. Rồi, một em. Nhưng mà chắc tôi vẫn phải bỏ tơn một tí anh em ạ, xuống đỡ bà chứ không. Tránh con đào chết. Ôi chào mọi người nhá. Ôi tôi chết rồi, nó chết nhỏ rồi à.
Mẹ, anh cha lại tranh thủ quá nhờ. Bà tôi mới bị ngã gãy giữa tay. Ê, thằng cha đấy nó dã mình đau ấy nhỉ, mất tiếp mất ông nhỏ rồi. Mấy lịch kiểu này bắn nó khác anh em ạ, hay là cứ bình tĩnh, sát thương nó không to mà. Nhặt tí đam rồi đã. Ui, trâu phết anh em ạ. Trời luôn, anh ngọp đâu, anh lấy anh bị sập nguồn xong anh lai lại rồi mà. Chào bạn Lê Ngọc Dũng nha, hello bạn. Rồi. Ngon, ăn crit là ngon rồi. Nên pháo này đấy. Rồi, trâu anh em ạ, mình nhanh nhẹn cao thôi nhưng mà không trâu bằng hay sao ấy. Pháo đài. À. Được ăn cả ngã về mo đây mà. Sao nhìn bô nặng nề thế anh à? Người ta gọi là lực, hay gọi là nặng nề. Băng à? Ồ, mít rồi, mít rồi. Chỗ này mình đam nó chết được, liệu nó bô chết không nhỉ? Chào bạn Vĩnh Đức nhá, chết thì nó vẫn cứ là chết đúng không? Còn lấy tơn bâu là đam là nó nghèo à. Rất luôn nhỉ. Mình không có kích bâu à, không biết đam chết không nhỉ? Ồ. Bâu lên, bâu lên, bâu lên. Bình tĩnh nhau. Mình ở Tân Yên Bắc Giang anh em ơi. Có chỗ nào trốn khoác. Bên đây bâu luôn. Bắn trúng kích bâu này. Đó, kích bâu rồi. Bạn chưa biết tôi tại sao mà có kỹ năng trở thành tuyển thủ rồi, bởi vì chơi nó là phải cứ phải thông minh một ít. Thông nó phải thông thẳng ông thì làm sao mà mít được ạ? Tí mít anh em ạ. Bận kéo đàm quá. Ui, bầu đau phết đấy. Lấy mà có bầu là mình bầu chết luôn được. Mình ở Song Mai. Chào bạn nha. Chín mười nhìn toàn khủng bố đấy anh em ạ. Ôi này bắn VIP 9 bắn trước luôn, cái này căng rồi. Đã xác định chơi đào thì phải bắn cho đối thủ chạy. Núp được à? Cho tụt xuống xong bay qua đào chết luôn. Nó cầm cây kiếm gì à? Nó cầm quên mất tên rồi. Xích diệm chả mà cái gì? Nó ra vũ khí nào ra thì mình cũng test nhưng mà test xong ít chơi là quên ngay. Gọi là cái gì nhỉ? Liệt diệm chả mà. Hello Hoàng Anh nhá. Ai à, á? Này hổ báo nhá. Ôi giời. Giết được anh đây à? Úi giời. Máu trâu lắm. Đứa mặt nha. Nó bay qua đây rồi đào chết. À,
Nó búp cộng mấy à? Mình khiên biết có tơ đâu nhỉ? Từ từ đã kệ. Nào, kia có trống đào không? Không trống đào là chết với tôi ngay. Thằng Bùi Duy Đông nhá, bỏ đây góc ngược. Mất góc rồi, làm gì có góc. Ôi trời, bỏ mẹ rồi à. Biết là mình có tơn mấy thằng cha nào nhà, chắc có chứ đúng không? Trời đó, quên rồi. Quên rồi. Quên có tơ mới đó không gì. Được. Biết có thừa tí không? Đừng trúng đồng đội nha, đừng trúng đồng đội. Rồi. Nào, chết luôn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Rồi, một em. Đùa với lại 25 à. Hơi bị khỏe đấy. Ôi, quên ông phích ra. À, xin đi tiết. Trầu lắm. Cô Nam luôn. Còn nhiêu, còn 17k nữa anh em ạ. Đào phết. Đào phết. Rồi, xuống dưới ngay. Bầu đê. Không phá góc được nhỉ? À. Chắc ôm rồi, bay ôm chủ lò vịt này rồi. Trượt 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 trượt. Bay mẹ xa đi anh em ạ. Bay mẹ xa đi. Bay sang cứu đồng đội. Ơ kìa, một mẹ sắp toàn xuống đây nhỉ. Má bay lụi lụi không đo toàn xuống đây. Đến kháng làm sao mà được, còn liên kích thế này. Ủa chết luôn, chết luôn, chết luôn anh em ạ. À chưa chết luôn, có liên kích vãi. Má định bay vào đây mà không 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 đo mang máng lực. Ê, nó đục chết đồng đội mình rồi. À, pháo đài luôn à. Ôi pháo đài mà miễn kháng là bị đào chết đúng không? Đúng không nhỉ? Được, giờ đục được chết không hay tuần sau nhỉ? Khéo kẹt đấy bắn được này. Bay được không? Thôi. Bỏ đi mà làm người. Đào pháo đài bị đục chết. Thiếu được rồi. À, thiếu rồi. Ê, này hoài lửa hết bố góc. Hết góc rồi. Hết góc anh em ạ. Người. Định một một góc cao chết mà. Dám chửi mình cụt tay à, chửi mình tuôn thì được chứ. Chửi tôi này. Rồi.
pháo đài cầm chống đào nó bóp vậy anh em ạ, tự nhiên một pháo đài tức là bị đào chết, hài phết. Vô hai lần like mà chào chú chả động tĩnh gì ạ. À? Chào Nari nhá, chú đang tập trung bắn mà. Là đối thủ khoai hóc búa ấy. Là chú thua suốt luôn. Like này còn đỡ, like này còn vui, like trước bắn căng hết đầu. Thua luôn. Kiểu cái nick bé này chơi lúc nào nó như lúc nào nick to này, chơi nhiều khi nó phải căn đam nó hơi mệt. Rồi, ai bắt trước đây? À, mẹ. Được. Đào chết đi. À, tèo xe ôm à? Đào đấy. Đào đấy. Nè, đứng ngay cái mũi của nó. Không sao, tôi solo với thằng 40 kia luôn để tôi đục chết thằng này. Mí đỏ nó hết góc phích rồi anh em ạ. À, hết góc phích nhưng mà nó bắn vừa đủ. Sao bắn hai ác được à? Thì hai táp là hai ác thôi. Đèn thật. Mít. Để... Hay ra bắn gớm phết nhỉ. Nhưng mà không làm gì được anh đâu em. Biết đùa chứ không biết mình cướp được 3 tơn không, cướp được 3, 3 tơn là thua đấy. Cướp được. Sợ không có tơn mới lại đích kia. Có 21 mà. Có tơn không? Tơn không? Rồi, được. Coi như mình chết trước có sinh linh. Thua đi nào, làm gì thua được. Nào đấy, có gió xuôi đấy, nào đấy, nào anh thua đi ghê nhà. Búp băng cơ, búp băng cho đồng đội nhặt đổi gió nó đào ấy anh em ạ, cũng có tí gọi là kỹ năng. Sợ tí mít. Đào à? Đào đấy. Nói như nó đào chết đấy. Cần gì đào? Đào làm sao được mà chả không cần đào. Làm sao mà đào được. Đào làm sao được mà đào. Thôi, xuống đấy mà chơi em. Nhặt hạt nhân đào chết luôn đấy. Mày sang đây lấy tơn mà đào em ơi. Mày sang đây lấy tơn đào. 25 solo với 40 luôn. Úi giời. Ghê nhờ. Có tơn luôn. Má cái gì, người ta bắn phá góc mục đích là vì thế chứ lại. Rồi làm gì em? Ghê quá, ghê quá. Định bay sang đào, định bay sang rồi mà thôi nó chạy mất, đứng im đấy. Ôi tôi chết rồi, thiếu không? À, được, rẻ tí máu. Bay sang đây. Sang đào em, có tên. Rồi, đồng đội búp bay rồi. Mình vẫn bắn cái đít chưa có góc, bay ra đây. Đó, hay lắm em. Em thật là hay. Để tao bay sang đào cái chết giờ đấy. Ê, mà đòi anh thua đi. Đấy, rỉa máu nó không cho nó bay anh em ạ. Nó vẫn chưa bay được. Thế là không bay được, bay sang đào chết. À, hắn định bay sang lấy tên để giết mình thôi mà.
Rồi lại bay, giờ thì bay xuống đây. Tưởng bay xong kia, bay chỗ này à? Rồi rồi em, ok luôn. Thế thì anh lại xin chỗ cũ của em. Lại xin chỗ của em. Nằm gần 500 mẹ sinh linh rồi đấy. Chạy được thì chạy đi em. À, cũng dẫn đường. Gớm nhiếc nhờ. Chào ông Đức Minh nhá. Hello em. Không biết kháng nhỉ. Sợ quá, sợ quá. Ôi, chết rồi, không góc bay rồi. Cái khó nhìn thế nhở? À đây đây đây, ở góc đây. Ôi thế chết rồi, mạnh thế. Xong rồi. Rồi nó lại đào xuống tiếp anh em ạ. Đào tiếp em. Chạy à? À bây giờ chạy à? Chạy đi làm gì? Ok. Lại chạy rồi anh em ạ. Đấy, tôi lại đục mất góc tiếp. Chạy đục chỗ mất góc. Đục ngay lên trên, đứng này, đứng chơi lên trên này anh em nhỉ? Lại mất góc. Cái nhờ góc không? Này nó pet gì nhỉ? Nó mầm xanh à? Chào thanh nhân nhá, tự ném vào đầu lại. Đây có góc, ơi trúng kìa. Hay phết. Hay phết em ơi. Đấy. Mầm xanh mà không có đào chết anh em ạ. Thằng này nó mạnh phết đấy. À nó đam chết. Ừ. Nó đam khỏe phết đấy. Giờ mình lại chạy ra đây. Bay ra đây chơi. Nhanh không anh có hạt nhân gì đấy. À, lấy góc, lấy góc, lấy góc. Anh 40 trông nó cũng có vẻ mạnh. Đào mình xuống à? Rồi để mình bay qua mình đào chết nó luôn. Yeah. À chết không? Ôi thì chết rồi. Gần chết anh em ạ. Mẹ có dẫn đường nguy hiểm đấy nha. Anh nôi. Mất chết nó luôn. Này có vẻ nó khá kinh nghiệm. Không ổn anh em ạ. Tí chết với nó. Ấy à. Không ổn, không ổn, không ổn. Phải bay tiếp anh em thêm độ gì đất nó vậy đấy anh em. Trên này. Mấy quả dẫn đường gớm phết. À.
Hay phết nhờ. Ôi nó thần báo rồi kìa, chứ không chết nào được. À, thua nó thật. Có một bầu không? Chết 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 chết. Mời hẹn. Cuối cùng thua anh em ạ. Cày đấy nhờ. Quả dẫn đường của nó khá là khoai. Đấy, nick nhỏ bắn nhau nó căng hơn cả nick top. Thằng này súng điện đấy anh em ạ. Thằng này súng điện đấy. Đang lên cộng 1 mà sợ nó sang nó đào chết. Ơ mẹ gió xuôi tưởng gió ngược. Thôi em rồi, lêu lêu nói thì đi à, nói thì được em. À đây luôn. Thằng này có vẻ ít máu anh em ạ. Để tra 41 này. Rớt nó trước. Thiếu đấy. Ít máu quá, bạn này gà mới rồi. Má à, mình phải đứng lên trên một tí nữa. À đây vẫn được. Ôi vẫn bị vướng. Ủa mày chết rồi, giữ tơn không sao, nó đào chết. Giữ tơn không sao, nó đào chết. Má gió mất dậy đấy nhờ. Về cái đã. Ấy à, làm gì ơi. Ồ. Cũng có vẻ đau đấy. Định hắn định sang giết đích nhỏ trước, mình tưởng sang đào đích kia. Đào thế nào chết được? À đam thế nào chết được? 7k rồi, tức nước. À, gió 4.3 bắn quả này chúng là căng đấy. Hay thế chưa? Nhưng mà còn lâu mới chết. À, chưa là chỗ này có miếng đất rồi. Ok, rõ to đấy nhỉ. Ê, còn đất ở dưới à? À, nó không mất tơn.
không sâu lắm nhỉ. Chỗ này đục chết thôi anh em. Ôi, chết rồi, mình không tính đến nước, không có tơn rồi. Thua ván này nữa thật đấy. Không có tơn nhờ. Mình level bé quá không có tốc. Hỏng rồi. Không được, thừa mất lực rồi, giảm tí thì đẹp. Nhặt sinh linh đi để còn nhặt phá băng chứ không họ đào chết. Kịp không, kịp không, kịp. Ok. Xem có vướng gì không anh em ạ. Vẫn là nhặt sinh linh tiếp. Mình cầm một tia hơi khó đào. Mít kháng à? Lấy bầu nhẹ chết nhưng mà mất coi mất tơ mấy thằng kia. Rồi, có sinh linh rồi. Băng người ta có giải băng ấy, sao mà giải sao mà băng được. Sao mà giải băng được. Đã tính cả rồi. Hết cơ hội. Mấy nick nhỏ nhỏ này chơi mém mém là không cẩn thận là thua ngay anh em. Ca này đến tầm hơn 7 giờ em ơi. Hôm nay lắm lịch quá. Còn mấy ca này nữa cơ. Trời. Má bắn này nhìn khiếp vậy. À không sao, thằng dìa này nó ít máu. Nhưng mà bé bay ra. Ủa, nó biết mình mạnh rồi. Nó biết mình mạnh, nó chơi mình rồi. Sống không? Nếu mạnh như kia nó bắn sống như quái được. À không, vua phản kích. À cha.
Thằng 41 này chắc không mạnh đâu nhỉ, nó ít máu quá. À mà sao biết được nhỉ? Kệ nó. Hổ báo lên chứ, nó hổ báo mệnh hổ báo. Có điều mình bắn không mít thôi. Thừa mẹ tí lực. Rồi chết đấy. À, còn hai crit. Ok. Anh chỉ em cách tính tên. Đào luôn. Đã lâu cứ châu hóa bùn anh em ạ, đào luôn. Rồi. Mít là mất bia ngay. Sống làm sao được. Bao nhiêu tiền một cái phi tiêu làng lá? Đấy bạn chơi free mà. Tơn cứ dựa vào thể lực đúng không? Thằng nào dùng nhiều nhiều, dùng ít mất ít. Gì vẫn này nhẹ rồi. Ông sao biết được nhỉ, nhỡ gặp team ép cấp hay sao? Đấy con VIP 9 đấy, đùa. Ồ, trông nó ghê ghê gớm phết đấy. Có liệu nó có ép cấp như mình không? Chắc không đâu. Để em vào bắt anh ở. Ủa em bắt cứ bắt đi. Hỏi anh chi? Anh! À! Thôi! Chết rồi! Thằng này khỏe đấy nhờ. Thôi bỏ mẹ nó rồi. Thôi. Chà. Cứ thế giết thằng kia không VIP đi. Ngu người ơi. Má nó. Thằng này khỏe đấy nhờ. Vừa rồi. Ai nồi thật. À, mẹ chứ lại nó VIP 9 quên méo để ý nhìn. Cứ tưởng cái thằng kia chứ nhìn cái thằng này. Nó nhìn. Ê, lừa giống nhau rồi. Mình nó biết 9 mà. Nào sao đây? Ê thằng này cùng server mà không biết xem nó lại máu 27k. Trời ơi. Rồi bay sang đây mình bỏ xuống mình đào chết. Bên đây. Ô, thằng này khác vui à. Rớt xuống lỗ chết luôn. Được đấy. Biết thằng đấy luôn. Giết thằng đấy luôn anh em. Ôi chết rồi, thiếu được rồi. Rồi, kít rồi. À. Như thế bỏ xuống đi. Để nó sống là ngu gầy rồi. Lúc là mình solo với thằng này luôn. Cày chưa? Có kickbow không? Chắc là có kickbow á. Nó sẽ đi kia rồi. Cần đôi hai thằng này luôn.
Chào Hiếu nhá. Đập đầu đây rụng xuống chết luôn. Dẻo quá. Ê chết rồi. Hỏng rồi. Không sao, cho mình có 3 tơn nữa. Hai thằng một chỗ à? Trời đu. Thôi bay kiểu gì bay trúng chỗ đấy được nhỉ? Phải hai thằng à đâu? Không phải hai thằng một chỗ đâu, con mầm xanh nó vậy. Mình bay xa một tí, đứng ở đây nguy hiểm. Một thằng đào trên, một thằng đào dưới là chết. Ra đây. Chào môn leo nhá. Đây. Ô kìa. Anh nồi. Rụng xuống là tôi đào chết. Ơ chết rồi. À. Núp nhầm. Bỏ mẹ nó. Thôi không sao. Người. Ê, xích mãi mới được tí giải băng. Cho nó rụng xuống nha. Sáng mai có em. Định tí cho dẫn đường. Thôi kệ rồi. Nhặt lại nhanh mà. Rồi thằng này hiện hình rồi. Nó vũ khí nó cũng cũng đào ác anh em ạ. Vũ khí thằng đấy đào cũng ác đấy. Còn dụng đi rồi. Đừng dụng. Mày bay đi. Bay không định cho cái dẫn đường là bao nhiêu nhỉ? 180 thể lực à? Phí quá. Bay mít là ăn cá với mình ngay. Ăn nó chống đào à? Rồi. Được, cái giết thằng kia. Đừng có trúng đào nhá. À, cày thế nhờ. Đùa mẹ mày. Trời đất ơi. Điên mất thôi. Ai nồi. Cày thật. À, chưa lại. Đủ không ta? Chết rồi. Ờ thôi thua luôn. Mắc cái cục kia mới để ý. Cũng đủ kích bầu để giết thằng này. Bao nhiêu đây? Nó phá góc lại trúng đào à? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Sầu thế nhở? Sầu quá. Thank you.
Không chết rồi. Ôi không được anh em ạ. Quả phá gốc của nó hay quá. Mình bây giờ phải chống đào lại thì may ra được. Miễn kháng lại. Miễn kháng lại. Có miễn kháng mà chưa chạy phát nào luôn. Rồi chạy đi. Chạy. Đối thủ miễn kháng đúng lúc chơi mình quá. Cay thật. Giờ nhìn mấy thằng cha 30 VIP cao rồi chạy ngay. Đó, mình định đam nick không có VIP chứ mà nhìn nhầm. Thành ra là bị chết vào đá. Quả lấy về đào chết được một lick nhỉ. Xong rồi cho 25 mới lại 30 solo. Bắn trước coi. Này VIP 11 à? VIP 11 thằng này đúng không? Nhìn kỹ vào. Băng nó vào. Chào quý ruồi nhá. Băng nó vào không, hai thằng nó dã chết đồng đội ấy. Một thằng thì có thể không chết, hai thằng là chết đấy. Phú Nam, rồi. Đấy ra. Em xin luôn. Đấy, miếng mồi đến nơi rồi, không ăn nó hơi phí đúng không? Ôi đừng khiên khiên mất tơn anh em ạ. Giờ mình bay qua chỗ này một một bow fix xuống à. Bay ôm. Bay fix, chắc bay ôm đi. Hy sinh luôn cho đồng đội solo. Không chết à? Thừa rồi. Thừa. Đẹp luôn. Ok, rồi solo. Góc nhìn, khóa góc nhìn. Ok. Thằng cha này VIP 6. Giết ông VIP 11 đi để chơi ông VIP 6. Chứ để ông VIP 11 lại toang. Mít à? Bắn mít đúng không? Lâu lắm rồi chơi Origin chưa được trận nào có hạt nhân. Để xem trận này đối thủ có khỏe không. Nếu mà yếu thì tôi múc đam chết, còn không tôi chơi hạt nhân. Chưa chúng. Ôi thừa không? Bên này dạo này kéo lực hay bị lỗi nhỉ? Bắn kéo lực cũng cứ không được chuẩn cho lắm. Rồi, vừa đủ rớt. Cơm nước thì chưa à? Chưa anh em. Lâu. À, ăn trưa rồi. Hay thế nhỉ.
Cho xuống tiếp. Thiếu viên. Chơi chúng mình được. Lại bay. Game này mà hạn giới hạn bay thì cũng hay đấy nhỉ. Cứ lên lại cho xuống anh em ạ. Liên kích. Cái kia nó vẫn chưa có chỗ nào đứng. Má bực quá pháo đài nữa rồi. Là máy bay này. Oh, gần trúng đấy anh em ạ. Chơi luôn ở đây nói gì à, khỏe phết đấy nhở anh em ạ, coi nó bâu một phát trúng là chết đấy. Là cua khác. Nó khỏe đấy. Thịnh nhẹ nhẹ rồi múc chết mà hắn nhiều máu phết anh em ạ. Hắn nhiều máu phết. Bay mẹ sang bên kia chứ không có góc mà thôi, bay lên nó lại bay lên đúng không? Bao giờ bầu là chết rồi, cơ hội cuối cho bạn. Bầu đề. Cơ hội cuối cho đối thủ. Bắt buộc phải bắn trúng. Ôi khó không? Quá khó cho thanh niên rồi. Thank you.
Rồi chào kỷ niệm nhá, hello. Đau phết đấy. Bạn trai yếu yếu chứ bâu lên tốt lắm. Hơi khó cho mấy bạn map này. Map này nó khó chơi. 10 49 à. Lại gặp thầy thằng 30 vừa nãy đúng không? Không phải, không phải. Yeah. Hôm vậy à? À. Thơm à? Ý ông là tôi thơm à? Chắc đã thơm chưa? Thơm chưa? Chạy đi. Chết rồi. Rồi được. Giết nhỏ đi tính. Kiếm cái góc bằng tiếp. Có pháo đài rồi. Đi to to quá là pháo đài cũng đào được sớm. Chủ ấy lùi. Ha, tôi bỏ rồi. Thơm thật. Này trâu quá. Bắn được tí máu rồi mình không có pháo đài.
Giết được ván này là căng đấy. Mất pháo đài rồi, hay lắm. Rồi mất pháo đài rồi anh em ạ. Hay sao nào? Nhích mất góc pháo đài đấy anh em. Ôi trời ơi, trâu thế nhờ. Vãi nồi, méo chết anh em ạ. À quên, sâu đấy nhờ. Tưởng giết được luôn. Đúng rồi. Như vậy đứng ở trên đi. À. Đức ơi là Đức. Đức ơi là Đức. Trời đất ơi. Ôi. Mẹ. Chịu luôn đấy. Gà đấy nhờ. Nó đập đầu tường nó rụng xuống nó tự chết mà anh em. Ôi méo được rồi. Thế giờ đào phí thế lửa mãi được nó. Lửa mãi được nó sống được không? Ui nó khỏe quá. Ê, chứ lại dễ như ăn cơm rồi là mít. Ép VIP nữa à? Má VIP không mà lên cộng 7 à? Đấy, thằng dưới này yếu. Thằng cha ấy đi cùng thơm đây mà. Ê, mẹ, thằng bắn trước à? Tự nhiên nó khỏe nhỉ? Nếu mình đam cái nó chết mà giờ đam vào mid mà sao giờ mình full đam mà không chết nhỉ? Phải thằng bắn trước không? À? Nó là thằng 49 mà VIP, 5 mà. Tự nhiên nó khỏe hơn à?
Ủa, đây là thơm này, đây ta gọi là thơm này. Thơm này. Tốt cha, phải hài vãi. Ơi chào Thắng Kiên Si nhá, hello em. Bao nhiêu chỗ chả bay, bay qua xin xin mạng. Đúng kiểu à, không muốn thắng cũng phải thắng đấy. Hôm nào chơi nick này cũng đều vui luôn anh em, tấu hài. Nó có tên luôn à? Nhưng chết thế nào được? Thôi trời ơi, thằng chân là vô ác này rồi. Ai bỏ cái tơn à? Đúng số to không cứu rồi. Đào đó, mình đã bấm vào trận đâu nhỉ? Nó tự vào nhỉ? Kiệt kiệt góc băng lên, tôi nhất không băng. Bắn trúng đấy. Đó, hết khiên xuống giết. Bắn góc thấp rồi, đang định bắn góc cao cao một tí nhưng mà góc cao nó vướng định thể hiện. Định thể hiện góc cao mà vẫn bắn trúng được. Ấy, nó hấp đúng viên chí mạng à? Sợ nhỉ? Hấp đúng viên chí mạng. Chào Duy Phạm nha. Rồi. Bầu luôn. Bên S2 bỏ game hết rồi, nhiều tool quá. Không tuôn vui như này mà chơi tuôn chi nhỉ?
Đoạn cao thấp rồi anh dùng góc gì à? Góc 62 đây, 60. Đi đâu? Không giết được lích nhỏ đen cho thanh niên rồi. Có tơn tiếp, ấn cảm giác em, một màn hình chứ ngáng đi. Uầy, đùa, bầu chúng là rít là chết đấy, may không rít. Bên cắn chết. Hầu như toàn top tool rồi. Anh chơi nick bé này, chơi nick bé thôi có tool đâu. Chơi nick bé bé này vui phết này. Lâu lâu anh đổi gió top chứ bắn top ra anh giờ này anh ít chơi nick to, kiểu kiểu bắn nhau nick to mấy ấy. Vì đi nó có trận đâu. Nhiều trận vào gặp top anh tính đam nó chưa chuẩn, chơi hay thua. Chơi nick bé này là không, mình không có điều kiện chơi nick bé cho nó vui. Bay qua đây. Cầm MM và là G. Làm gì định giết ông nhỏ à? Định giết mình à? Căng vậy, bắn người ta mất bao nhiêu máu này ông bảo căng. Cho người đào luôn ạ. Lên trên để cho nó chuẩn bài. Đấy ra. Ủ báo nhờ. Mẹ nó cầu rít. Máu của mình. Chết rồi. Cái mất bao máu của mình. Ê, giết đứa bé này đi à? Đâu? Không giết đứa bé thì cụ đi là cái chác rồi. Nó rổ to thế. Di tích bé đi thì chả thua.
Anh em cãi nhau rồi. Anh em cãi nhau rồi. Tèo xe ôm lại đặt tên là Đái Di Cờ Lon. Nick nó khá khỏe đấy anh em ạ. Tôi sẽ đào chết nó, lấy nó dám đào chết tôi. Nó lấy thần báo rồi, không thần báo nó chết rồi. Ấy giờ chết không? Ui dồi, phun đá mà chết được hả em? Nhà anh đẻ thằng máu luôn. Để băng sang đảo chết nó luôn cho nó khiếp. Không cho thằng nhỏ, không cho thằng to chơi game nữa. Cho thằng nhỏ nó chơi game ấy. Nhưng mà thôi được, mình phải đào luôn cho nó sợ chứ đúng không? Chết được đâu, anh thiếu gì cách nhưng mà anh thích đào em chết luôn đấy. Chết rồi, như thế đào dưới cho nó chết. Không sao hiểu. Lại chơi kiểu khác. Ôi, chết rồi, bay chỗ này nó băng được. Không lấy được góc. Ai sao không cứu nick của em vậy? Chờ anh đàm ít lần nữa. Người ta đã gợi ý là không ấy là bị đào chết rồi kìa. Không chịu. Thay em đi à? À, địch bay vào đây cho đỡ băng được, ở bay quá đây mà nói không băng. Đúng giết nha. Nào khéo phết nhỉ em. Rồi lên đây. Yên rồi em, không chết đấy. Chào Cường Seven nha. Mà muộn đấy em, anh sắp nghỉ rồi.